Trời ơi. Tao kia. Tao kia mày sáng lên cái phòng lấy cái điện thoại xuống trực tổng đài một đống đó gọi không ngủ được luôn á. Sao mày làm ăn mày lì lợm như vậy? Đang ngủ chưa à? Nè, hồi sáng giờ gì nè, rảnh đâu mà đi lên chảnh nè. Rồi mày trực tổng đài cho tao ngủ tí xíu được à? Ăn rồi ngủ hoài. Ăn rồi ngủ cho mập hay ghét cho tụi nó nghỉ hết trơn rồi ngủ hoài. Ủa cái mày lương mày đòi lương mày đòi lương. Ủa lương thì phải trả nhưng mà tụi nó nghỉ hết thì đi xuống làm đi. Mày trực cái tổng đài cho tao ngủ từ sáng giờ, hồi sáng nay tao 5 giờ sáng tao ngủ mới giờ có 12 giờ rưỡi à. Nó gọi liên tục rồi sao tao ngủ cái tối môi gầy mòn rồi sao tao đây lên chim được. Đây nè bác sĩ kêu nè. Căng da mặt rồi hổm giờ nó mụn là do ăn mất ngủ nè, phải ngủ điều động cái mụn lại nè. Mặt rồi chưa lắm coi lắm có mà bây giờ nó mụn không nè mày thấy không? Thấy không nè. Mày vừa lòng hả dạ mày cho. Nè mụn không nè, ngủ không luôn giấc đó. Trời ơi anh chủ tôi đi ha trời. Nó mày coi vậy nè, không có giờ để không giờ không như cắt tóc luôn nữa. Cho cái này mày. Trời ơi trời, 3 4 5 cái trang Facebook cái gọi như gọn điên luôn, vậy nó nhắn tin muốn khùng luôn vậy đó. Trời ơi, ngủ không có được. Rồi giờ chơi bạn cái da hết trời. Rồi mày gọi nhắn tin với ai vậy? Nhắn tin chứ. Bắt tờ nè. Đi gì hả? Để đây làm đi rồi tí xíu tao đóng cho. Gì đây vậy? Mệt. Bây giờ nói với ông là bằng thực tế chứ làm biến cái chuyện đúng không? Đi xuống đóng nèn ở đây. Làm việc như mày vậy mà đừng có đi cái ghế ra đi ở đây đâu hả? Bởi tao nói con người khó ăn khó ở à, ngủ thôi đó vậy là chửi à. Làm đi. Rồi ông đi đâu? Ngủ. Có hết trơn đi vô đóng hàng chạy ông đi vô đóng hàng đi chạy. Từ sáng giờ bắt làm hết trơn rồi giờ này bắt làm nữa hả? Ta đang tuyển nhân viên, trời ơi tháng 5 triệu bạc mà cho làm 12 tiếng. Ồ hổ mày làm 15 tiếng bây giờ có cắt lại là 12 tiếng đó. Mà nó không chịu làm sao giờ? Thì nó không làm thì giờ không làm đi sáng mày nghĩ sao giờ? Mày nghĩ sao tao tổng giám đốc mà tao mướn mày, tao mướn mày làm gì hả mày gì mày nghỉ việc mẹ rồi đây. Ủa mướn thì mướn chứ mướn tôi cũng có giờ có giấc chứ. Mướn bây giờ có giấc gì? Rồi thì bây giờ tới ông. Ủa mày một lương mà 20 triệu một tháng là biết là. Rồi bây giờ có muốn mấy chị ủng hộ nữa không? Không. Mệt chứ mà giàu với mẹ rồi làm gì nữa. Tao là làm ở đây là thiệt thì tao nể mày, tao thương mày thôi. Tao thương mày có hai chồng mỗi lộ một chồng hai con hai ba đứa con. Mày nuôi không nổi con cái mày tao cố gắng tạo công ăn việc làm cho mày. Chứ gì tao tầm hình tháng một năm trời tao cũng có thể tạo có chết được nữa. Tao giàu mà tao Việt Kiều Hàn Quốc con mà mày. Chứ đâu có nghèo như mày đâu mà kiếm tiền. Tao làm gì mày, mày không làm thì mày nghỉ đi. Mày nghỉ đi tao cũng nghỉ cũng được nữa. Nè bây giờ mày bán một ngày bao nhiêu tiền? Bây giờ một đôi bên Mỹ bên đâu ạ? Trời ơi, Long Ca gì bên Nhật nha. Một đơn này mày nghĩ không? Mày bán được một đơn này nghĩ tao lại được 1 triệu không? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu nè. 7 triệu cho đó luôn. 8 triệu là cho 9 triệu. Cho bây giờ một ngày nhiêu đơn đây rồi 9 triệu thôi. Mày biết một ngày tao bán hàng là tao lời được bao nhiêu? Mà tao mắc mới gì tao phải làm nghèo như mày. Tao thấy mày nghèo khổ tao mới lo lắng cho mày thôi. Còn mày không muốn mày nghĩ luôn đi, tao mượn muốn người khác. Tao đóng cửa 2 3 ngày tao cũng có người khác vô à. Giờ mày xã hội bây giờ mày ra đường mày kiếm tiền có được không? Nè, nhiêu còn máy lạnh là có máy lạnh cho mày đúng không? Kiếm cái bàn này nè, 3 triệu rưỡi cái bàn nè, 4 triệu rưỡi cái bàn này nè, máy vi tính 25 triệu cho mày nè. Được chưa? Vàng của mày mày mua nè. Mày nghĩ mày không làm gì cho tao sao có đứa chàng này mày đeo? Vàng mà tao kêu mày vàng 24 đi. Cái mặt long lanh luôn, mua cái vàng có 14 à. Rồi người ta đánh giá shop tao không trả tiền cho mày, nghèo khổ như vậy. Ngày mai đánh lương là mua vàng 24 cho tao, nhớ là để dành tiền lại. Ngày mai 2008 tay lắm. Rồi đi ấy đi. Cảm ơn mọi người đi, tao nói chuyện xong tao mệt quá đi ngủ tiếp. Chơi. Anh với mấy chị ơi đừng có mua nữa, ổng nó không có cần tiền cho nên mấy anh mấy chị đừng có mua tiếp ổng nữa, mua gửi làm chi nước ngoài không biết nữa. Ông nói ông đâu có cần tiền đâu, ông lên ông ngủ rồi, ông giàu sang phú quý quá rồi, ông không có cần tiền à, xuống này đi lên trên có tiền luôn ngủ đi mấy anh mấy chị đừng có mua nữa. Mua làm chi, nói không cần tiền. Ủa là xuống đây là chi vậy? Đi lên trển ngủ đi. Lên trển bật cái camera ghe ở đây sủa quá trời sủa luôn, không có dám ngồi trển ngủ cũng yên nữa. Sợ lũng mấy nhà. Vậy sao? Chứ người ta làm muốn chết vậy đó, từ sáng giờ đơn Việt Nam đưa nước ngoài không kịp, nằm trên ngủ ăn cho mập thay ngủ rồi đó, rồi xuống đây rồi nói xuống rồi biết rồi không à. Nói với Trần xuống anh làm phụ em nè chứ ai đành đoạn ngủ trển trời đi. Thiệt không? Trời ơi là phụ em chứ. Thiệt tại không? Vì anh còn gặp em chỉ có 8 ngày nữa hả? 8 ngày nay bị đuổi việc đó, tại bữa nay 38 tiền lương ấy nè. Bà con mua ủng hộ em đi. Ba cái này là của chị em nước ngoài không đó. Em bán hàng em cho nó không chứ không có lấy lời cần đồng xu các bạn đâu chứ. Thiệt tình luôn á. Thương nó nhà nó nghèo khó khó khăn mình giúp đỡ cho nó thôi. Rồi quảng cáo đi. Chứ thật sự là anh cũng bức xúc đó, mình mệt mỏi dữ lắm rồi. Cho được nhiêu đơn nha anh? Hả? Ví dụ như đơn này 2 triệu 6. 2 triệu 6 30 ngàn cho 30 ngàn đưa đơn Việt Nam ở đây nhiêu vậy anh tính tiền đưa cho em luôn cho. Ờ anh tính hết đơn Việt Nam này đi anh. Này bên Hàn Quốc phải không? Nước ngoài phải không? Dạ đúng rồi, này Việt Nam nè anh tính Việt Nam anh cho em đi cái lẻ lẻ như cái này 230 nè anh cho em 30 thôi anh lấy 200. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 hả? 9, 10, 11, 12. Trời ơi, có 20 đơn á trời. Sao 20 được mà 20? Có 20 đơn à. Sao mà 20 được? Năng suất làm gì có 20 đơn à. Làm sao mà 20? Đây nè. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Ủa, tao đâu có vốt đâu mà phải là kia clip làm sao? Tao vô máy tao coi được. Không có vụ mà 20. Đây nè, có đơn này nè. Hồi nãy giờ 2 triệu 720 ngàn, rõ ràng không? Ừ. 2 triệu 720 ngàn, ta mà không cho mày 20 ngàn này tao không làm chủ mày nữa. Cả cuộc đời tao không được làm chủ, cả cuộc đời mày cũng không được ở đội với tao luôn. Tao khả năng cỡ đó mày còn nói gì nữa. Còn này có chừng tí xíu chung chê sao đi. Thôi cảm ơn bà con này vụ này đi. Cảm ơn bà con vụ này đi. Ông số ông cảm ơn đi. Thôi mày cảm ơn đi, mới đầu tuần nữa. Mua của ai? Mua ông lấy tiền lời ông ăn không hà. Ông chơi, ông đi ba, đi bò đồ, đi kiếm bạn ở nước ngoài thì xuống tự giới thiệu mình đi. Ăn sung mặc sướng giết quen hả? Nè, không có tao không? Không có tao kiểm kê là chặt lót liền không? Đài Loan mà mấy mày gửi hết cái tỉnh Đài Loan hả vậy? Ở Đài Loan tên người ta đâu? Ở chứ phải có tên. Tên Đài Loan sao biết viết nổi? Viết cái mã số đi rồi. Ừ. Rồi sao mày làm nhân viên ở đây là mày làm? Mình ở đây mình làm. Mày mua 2 tiền á, mày phải cái mày nếu mình bán mày lo buộc mày phải biết tiếng này lo. Mày bán tiếng Hàn là mày hiểu tiếng Hàn người Hàn. Mày bán nước Mỹ là mày hiểu tiếng Anh. Mày thông minh cho tao nè mới được. How are you in fan kiều anh vô ý xin hiểu ý xin nhỏ. Hàn Quốc là Hàn nhớ xe 390 ta. Ha. Vậy phát biểu. Cho tiền đi học tiếng đi. Mày cho không tiếng ở đây khó khối người giỏi với mày tài năng hơn mày tháng lãnh cũng xin tao có 10 triệu bạc người ta chưa cho làm. Nếu bây giờ mày muốn không? Một người gành gọt 3-4 thứ tiếng. Tiếng Anh thì mày đọc nè, bên Nhật nè, bên Mỹ nè, có thể tới tiếng Anh ok giống tao nè. How are you? I'm fine. Thank you very much. Ok, thank you. Vậy đó, nghe người ta làm nè. Còn Đài Loan là dí hậu dí sọ gì đó, thấy không? Phải nói một câu. Hay phải cái gì? Nói cái gì? Dí hậu dí sọ. Nói gì vậy? Dí hậu dí sọ. Nói gì vậy? Biết chết liền. Ừ. Kiểu vậy đó, kiểu vậy đó. Ừ. Người ta hỏi mình ta, khô cá dứa bao nhiêu một ký vậy anh? Dí hậu dí sọ. Lại trả lời rồi. Biết chết liền, bởi vì Đài Loan ấy thấy bị mẹ luôn. Bởi vì Đài Loan ế luôn. Tôi hiểu lý do tại sao hồi bữa hổm tôi bắt đơn Đài Loan dữ lắm mà từng này tôi đi được có 2-3 đơn. Nhờ không? Bữa nay tao mới dịch ra. Bữa đó tao nhậu với nhỏ bạn Đài Loan, cái tao ê ê cảm mày tao hỏi ê mày mình tính Đài Loan mình cảm ơn khách hàng sao? Cái nơi à nhí ậu nhí sọ. Tao biết gì đâu. Cái gì tao nhắn vô ai như mua hàng cái tao cũng nói, tao vô anh ơi khu cái dưới nhiều cái tao biết trước à. Nhí ậu nhí sọ là cảm ơn quý khách đó. Có lỗi với mày quý từng này không? Ai mua chưa? Giờ tao mới xem Google với ổi với sọ. Nguyên đó là biết rồi đó. Nên nó biết rồi đó. Vậy đi. Nhờ vậy mà tới giờ mấy tuần nay cái có 3-4 người mua à. Dạ hôm nay Hòa Minh Đồ Ba cùng một nhân viên của Hòa Minh Đồ Ba gửi lời trân trọng đứng xích xích đây nè, mình phải trân trọng người ta. Khoan, mình trân trọng người ta mình. Ngủ miếng xích chưa? Chưa đánh răng xuống miệng chứ. Trời ơi! Làm xong lên ngủ tiếp. Cảm ơn anh Long Cà. Gì Long Cà? Đó Long Cà. Long Ca. Ủa Long Ca hả? Trời đất khánh thiện thiên độ ơi Long Ca. Em cảm ơn anh Long Ca. Long Ca bên Nhật Bản. Japan sẽ bán. Cảm ơn Tú Quyên ở Út. Cảm ơn Mina ở Trung Quốc. Đầu rồi đó, bắt đầu có chịu chứng ngoại tình rồi ha. Ngoại tình rồi đó. Thấy người ta Việt Kiều Mỹ đi anh Lý ngọt ngào quá ha. Thằng chồng mình mày quýnh một cái tét cái răng mà luôn ta mà không nhiều chuyện thôi đó. Đợi góp clip mày lên ha, coi chừng mình mất chồng như chơi. Dạ ừ, người ta tên anh Lý, ông cố nội. Ủa chứ không phải mày kêu nó. Dạ, người ta tên anh Lý. Trời ơi, tao tưởng mày ngoại tình. Shop này là không có chế độ ngoại tình nha. Chị giật lén lút xài bợ, xài tạm bợ một buổi thôi. Mượn trả chứ đừng giật. Đúng. Ở Singapore. Nhớ quê. Bà nội ơi bà nội. Bà gánh gánh ở Việt Nam mà không sống thì qua Singapore mà sống chi cái bắt đầu bà lên mạng rồi nhớ quê như này như nọ.
bà rảnh quá trời rảnh. Rồi đi đi qua nè, đi luôn đi, đi luôn đi, nè đi luôn đi, đi luôn đi, đi qua anh chơi đi. Mày thèm cái nước ngoài hả? Mày thèm đi nước ngoài gì? Hả? Nè. Mày kìa, mày nói là sang Canada nè, là mày muốn đi sang Canada chơi không? Dạ, người ta tên sang không có đi, đi. Có tên hả? Ê mà tao nhiều khi tao bán hàng mà tao còn nghĩ mắc cười của mày. Tao thiệt cái mày ngồi xuống đây như vậy chuyện này chứ. Vậy đi. Ê ở Việt Nam cũng sung sướng giàu có sang xuống quý sợ mắc mới chạy qua nước ngoài sống mà cái mua ba cái này gì ăn mày. Ha. Mà ở Việt Nam mày thấy ông tao không? Sống như một ông hoàng, tối ngày ăn ngủ không có lính làm không mình có làm gì đâu. Mà tại sao không chịu? Mà trong khi đó tao hỏi với mày nè, đây nè, như cái gì nè, 10 kg khô mà nhớ nhỏ kia không? Mua có 10 kg khô có 2 triệu bạc, ba mua mắm biết chưa có 2 triệu bạc, nhận chuyện 4 triệu mấy, 4 triệu 6. Trời đất khánh thiện thiên ngộ gặp ta, tao thiệt hay mày, tao thật hay tao chết, hại tao chết thèm chứ tao không dám ăn kiểu này luôn. Trời ơi, mua gì bánh nó mua bò hổng nó mua bánh đó, mày nhớ cái đơn như nào? Nó nói 2 triệu 4, 1 triệu 870 ngàn, mà phí vận chuyển của nó lên tới 4 triệu rưỡi, vậy mà cũng mua. Tao không hiểu sao luôn. Tại vì ông keo kiệt quá. Trời ơi trời, mày nghĩ sao rồi? Sống trên đời này làm là phải ăn chứ mày, nhưng mà ăn đến cái mức độ tiền bạc vừa đủ thôi chứ đâu ăn mà ghê hồn ghê gớm như mày. Phải ăn như vậy chứ, ăn mới có sức làm chứ. Thôi mày nói. Thôi bây giờ mày đóng cái đơn này đi rồi tao ra đóng ở nước Việt Nam cho. Thôi ông đóng đơn này đi. Rồi sao mà tao tuyển nhân viên rồi không mới làm tao kỳ cục, có lương tao còn trả cũng cao lắm mà chốt. Đúng rồi, tại vì tiền tôi mấy đứa nó có xin việc, có nhắn tin đây nè hỏi nè. Vô xin việc kêu liên hệ trực tiếp chủ shop. Có nhắn tin rồi đó. Nó ủa xin việc không biết điện thoại hả mấy ba mấy má? Mày trả lời tao vậy đó hả? Ừ. Ừ hèn chi hổm vậy, không ai xin là phải rồi. Ủa mà đúng mà. Vậy xin việc mà bắt người ta ngồi người ta chép từ tin nhắn, tôi chép tin khách không kịp nữa, lấy đâu chép tin mấy đứa đó. Trời đất khánh thiện thiên đụng vậy luôn đó hả? Hèn chi cái shop tao tao thấy ai cũng khen chứ, mà tại sao hổm vậy? Tao không thấy nhân viên vô là tao biết rồi đó. Ừ. Trời đất, 20 triệu hả? Không phải, nhưng mà mai mốt ví dụ như muốn xin á, liên hệ trực tiếp với chủ đi. Tôi đâu có rảnh đâu tôi ngồi nhắn tin. Trời đất, tôi nhắn tin tôi bắt đơn khách thôi chứ tôi rảnh đâu tôi ngồi tôi nhắn tin với mấy người đó. Hèn chi hổm dài tao thấy không ai vô chứ, tao tưởng tao khó ăn khó ở. Tao cũng hiền đức dữ lắm mà trời. Tao không có ăn khó ở thiệt. Trời ơi tao tu hành vạn kiếp luôn đó mày. Có không? Trời ơi tao tu lắm, ngày nào tao cũng phóng sanh chân á. Phóng sanh 3-4 cà rô như xong đó, rồi 4 bữa bắt lên lại. Đúng à. Rồi, ông phóng sanh xong tới cuối tuần đó, ông ưa bắt lên cho tụi tôi nhậu. Xong cái nhà mình nè. Ủa lộn xong. À. Giờ tôi mới biết là lý do tại sao mà cứ có cá đều đều. Là ông cứ phóng sanh tới thứ bảy là ông cho tụi tôi ăn cá đó đó. Đi đi đi, cầu cho con xuất lộc bình an. Đi đi con, kiểu vậy. À. À, cái mượn đâu có đường ra đâu. Đi ra. Thì đi đi con, thứ bảy tao bắt mày lại. À, kiểu vậy đó. À. Kiểu vậy. Bây giờ xã hội bây giờ đâu phải có những người như em là được đâu. Em thứ nhất nè, em ngu thấy bà nội luôn nè. Được cái là anh vô đây huấn luyện cho em là em không bên ra đó. Em không biết tiếng Anh nè, em không biết tiếng Nhật nè, em không biết tiếng Đài nè, em không biết tiếng Hàn nè. Trong đó ở xã hội bây giờ khối người biết 4-5 thứ tiếng. Tại sao không muốn người đó vô? Vậy dở phải không? Đúng. Tại sao em người Việt Nam mà em không biết tiếng Hàn? Tại sao em người Việt Nam mà em không biết tiếng Anh? Tại sao em người Việt Nam mà em không biết tiếng Nhật? Và tại sao người em là người Việt Nam mà em không biết tiếng Đài Loan? Mà trong đi có tất cả mọi người bên ngoài người ta đều biết hết. Hoa hậu diễn viên người ta biết hết, người ta đi hơi nước này nước kia người ta biết hết. Tại sao nguyên nhân tại sao? Tại vì em quá tệ, tại vì em quá không ông ta không mình. Tính nói là hẳn hơn là một quá ngu. Tôi mà biết mấy tiếng đó chắc mặt tôi có làm cho mặt ông. Chứ tại sao tao biết được? Tao là người Việt Nam nè. Tại sao tao biết được 4-5 thứ tiếng? Biết hay quá, bởi vì Đài Loan giờ không mua nữa đó. Đó là độc quyền. Ừ, nói ra đi để cho người ta biết. Nói ra đi cho để người ta biết đồ. Lộn. Bây giờ mày nghĩ cái 4 thứ tiếng mà bây giờ mày nhả ra một cái đó, mày nhả ra một cái đó nó khổ cái nào không? Trời công nhận chứ mỗi lần anh không nhả thôi, anh nhả cái khách đi chừng. Thì lộn nước. Ví dụ như em nói qua nước Trung Quốc cái tao lộn, tao qua nước Đài Loan nó lộn tiếng. Qua nước này bà đang chết thì bà lo đâu nhìn kỹ đâu, có quốc qua cái tiếng Mỹ. Nhiều khi đang có tiếng Mỹ xong ấy lộn với tiếng Hàn. Bởi vì dạo này đơn hàng còn nhiêu đây nè. Nhờ ông đó, ơn ông đó, bữa nay tôi mới biết đó. Ngày đêm sáng tối tôi thức, tôi cực khổ, tôi bắt đơn đi nước ngoài mà nhờ ông mới được vậy đó. Thôi, hồi đó tao đóng đơn cho mày, bữa nay mày ấy đi. Xíu. Đơn Việt Nam này mỗi một đơn anh cho em, bữa nay ngày vất vả em cho anh 20 ngàn nha. Không, tính theo quá đơn số dư đi. Không được, bởi vì nếu mà được thì làm ấy. Được rồi, em làm việc đi anh, anh là giám đốc, anh biết cách xử lý. Đang đếm làm gì làm việc bình thường đi. Đơn bữa nay ít quá trời ít luôn, bình thường đi mấy trăm đơn, bữa nay có mấy đơn trời, thiệt tình thiệt tình. Ê làm gì vậy? Ủa đâu có, mẹ đang làm ngứa bụng quá trời luôn à, trời ơi là trời. Ngứa bụng rồi nha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dính tùm lum trơn kìa, 9, 10, 10 dính lại tùm lum trơn nè, khóa thì dính 9, 10 rồi hai cái từ 9, 10 dính hoài chú ơi, sao nè quá chứ 9, 10, 9, 10 mày dính hoài kéo ra 11, 12, 13, 13 dính mấy tờ dính trùng trùng đơn có trời luôn, có 13 dính chưa rồi nó dính trong đây cái gì dữ vậy sao cái gì mày không biết trời. 13 nha 13 nha 13 đó, không có chuyện 13 đâu ha. 13 nữa 26 đơn tổng cộng, 26 đơn là bổ phủ đầu cho mày 30 đơn đó, 30 đơn, 30 đơn mà nhân cho 20 đi, 30 đơn 20 là 50, bữa nay tao cho mày 500 ngàn thêm cái này. Trời, bữa nay làm được có nhiêu đó đơn hả trời, vậy mà app nó để quá trời nè. Trời ơi là